Xin chào mọi người. Ngày hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người về những chiếc bếp đặc biệt của Coleman ở trong nhiều phân khúc. Thì cái thương hiệu Coleman này nó nổi tiếng cũng là vì bếp với cả đèn. Thì ở đây mình đang có hai cái mẫu bếp gần như là làm nên cái thương hiệu của Coleman trong khoảng tầm niên khoảng 100 năm. Vì mình cũng đọc ra một vài những cái tư liệu về những cái bếp này, thì nó sản xuất ra khoảng từ năm khoảng 1920 mấy, khoảng 1920 mấy nó đã có những cái bếp như này rồi. Thì là mình phải công nhận là từ ngày xưa là Coleman là gần như là đã đi trước thời đại, và đến tận bây giờ luôn. Những người đi camping, những anh em đi camping hay là muốn sử dụng để nấu ăn, bây giờ bên nước ngoài họ vẫn đang sử dụng những cái bếp như này. Thì quay lại với chủ đề chính, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu hai mẫu bếp cơ bản về bếp đôi sử dụng nhiên liệu của hãng Coleman. Thì trong này là bếp 414 phía dưới và bếp 424 phía trên. Ở đây là nó có hai kích thước, một là kích thước size lớn và hai là kích thước size nhỏ. Nó chỉ có hai kích thước thôi, nó không có cái size chung. Về công suất của hai cái bếp này thì khác nhau một chút. Bếp ở dưới nó rơi vào khoảng tầm 14.000 BTU, còn bếp ở trên nó rơi vào khoảng 10.000 BTU. Về nhiên liệu thì một cái là 600, một cái là 1 lít. Thì ngày hôm nay mình nói sơ qua về cái model, còn cũng sẽ mở một chiếc bếp, sau đó hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng cái bếp này. Vì nhiều người vẫn đang chưa biết được là nhìn cái bếp như vậy, nhìn những cái thùng như vậy liệu có tốt hay không, hoặc là sử dụng như nào, có dễ sử dụng hay không, ví dụ là như thế. Ở đây mình đang có hai cái. Mình sẽ lát nữa mình sẽ sử dụng cái bếp nhỏ trước. Anh em nhìn nó giống như cái vali à? Đây, bếp lớn này. Bếp lớn này. Đó. Để cái bếp lớn này xuống. Bữa tới là mình sẽ review cái bếp lớn này, hôm nay mình sẽ review cái bếp nhỏ. Cũng có rất là nhiều mọi người, khách hàng bên mình mua cái bếp này và họ đã sử dụng khoảng 2 năm mà chưa xi nhê gì cả, chưa phải động vào bảo hành hoặc là chưa phải động chạm bất cứ một cái về linh kiện nhỏ trong bếp này. Thì cái cơ cấu nguyên lý sử dụng của bếp là như thế nào? Ở đây nó là chiếc bếp 424. Chiếc bếp này là chiếc bếp đã qua sử dụng khoảng 2 năm. Thì mọi người nhìn thấy sau 2 năm sử dụng chiếc bếp, gần như là những cái nước sơn ấy, nó vẫn còn mới, nó chưa có bị xuống màu hay là nó chưa có bị hoen rỉ gì hết cả. Thì ở đây ngày hôm nay mình sẽ đốt cái bếp này, giới thiệu cho mọi người sơ qua một chút trước khi mình đốt cái bếp này. Ở đây trái tim của cái bếp, anh em để ý này, với thiết kế của Coleman thì từ những cái dòng bếp hoặc là những cái dòng đèn thì hay nếu mà sử dụng nhiên liệu á thì bao giờ cũng sẽ đi kèm với cả bếp phun, bồn đốt ở đây, nhiên liệu ở phía dưới. Và nguyên lý vẫn sử dụng là tăng áp, tăng áp suất, sau đó nhiên liệu sẽ đi qua bếp phun. Đi qua bếp phun này, nếu bếp phun nóng thì sẽ chuyển biến từ cái nhiên liệu sống như là xăng hoặc là dầu để đi qua bếp phun này nóng, thì nó sẽ trở thành khí, và khí đấy bắt đầu đi qua những cái buồng bếp, nó sẽ tạo ra lửa để cho mình có thể nấu ăn được.
Đấy là cái đầu tiên về cái trái tim của chiếc bếp. Cái bình này dung tích rơi vào khoảng tầm 600 ml. Thì nếu anh em có đun liên tục thì theo mình nghĩ là chắc là có khoảng tầm được 3 tiếng đến 4 tiếng rồi đấy. Khoảng 3 đến 4 tiếng với cái bình này. Trên bếp là có một cái giá inox. Đây bằng inox. Inox 304. Thì để khi mà mình có thể mình đặt những cái đồ lên trên giá để mình nấu nướng. Chiếc bếp này có hai buồng đốt. Có hai buồng đốt. Buồng bên tay phải là buồng chính, còn buồng bên tay trái là buồng phụ. Sở dĩ tại sao mình nói buồng chính và buồng phụ? Vì tất cả nó sẽ tập trung vào cái buồng bên tay phải trước. Đó. Về kể cả nhiên liệu đi vào buồng bên tay phải và buồng bên tay trái chỉ để chia sẻ cái khí đó ra để mình có thể sử dụng hai cái bếp cùng một lúc. Nhưng lửa, nếu mà mình sử dụng hai bếp cùng một lúc thì lửa nó sẽ nhỏ lại. Còn sử dụng một bếp thì lửa nó sẽ lớn hơn. Phía tay trái và tay phải thì nó có hai cái cánh chắn gió. Thì mình có thể mình sẽ gài cái hai cái miếng ấy qua đây. Như vậy. Phía nó sẽ có cái gắn ở cả hai phía để cho mình gắn cái chắn gió này vào. Rồi. Để như này là anh em nhìn được đúng không? Cơ cấu và nguyên lý hoạt động thì mình cũng vừa mới nói qua rồi, nó vẫn sử dụng tăng áp và sẽ phun nhiên liệu qua bếp phun. Sau đó bắt đầu nó sẽ chuyển biến từ dạng tia, sau đó sẽ sang dạng khí. Thì bây giờ mình sẽ châm cái cây đèn mình sẽ châm cái bếp 424 này lên để cho anh em biết được là cái cách sử dụng của cái bếp nó như thế nào và nó có dễ hay không. Ở trên phía bếp phun nó có một cái, nó gọi có một cái warning ấy, có một cái cảnh báo ở trên này là nếu mà mình châm lửa thì cái bếp, cái van này nó sẽ đẩy lên hướng 12 giờ. Nếu mà mình nấu thì mình sẽ đưa xuống 6 giờ. Lý do tại sao? Là khi nhiên liệu ra nhiều cùng một lúc, nó muốn đưa ra nhiên liệu để cho nhiều ấy. Và sau khi nhiên liệu đã đều rồi, nó đã được nóng cái bếp phun này rồi, ra khí rồi, thì mình muốn đưa nhiên liệu để nó ổn định hơn ấy, thì mình kéo cái vòi này xuống. Đó là cái mà báo với cả mọi người ở đây. Khi đốt thì để 12 giờ, còn khi nấu là mình để 6 giờ. Nhớ đúng hai cái đó là ok. Đổ nhiên liệu ở đây. Cái bình này là bình khoảng 600. Thì mọi người đổ khoảng 3/4, khoảng 400 đến 450. Còn tăng áp thì vẫn tăng từ 30 cho đến 40 lần. Mình đã đổ khoảng 300 ml nhiên liệu xăng A95 vô đây. Và bây giờ mình sẽ tăng áp. Khi tăng áp, có thể mình tăng áp để ở trên bếp cũng được, hoặc là mình tăng áp mình đặt ở ngoài cũng được. Rút cần tăng áp ra, vặn theo người ngược chiều kim đồng hồ để mở van. Thì tất cả những cái dòng bếp hay là dòng đèn của Coleman ấy là mọi người đều phải làm như vậy hết. Vì cái van này khi mà mình đã tăng áp xong là kiểu gì mình cũng sẽ phải khóa lại. Nếu không khóa nó sẽ bị hở cái hơi ở cái dòng nén, nó không tốt. Đây, bây giờ mình sẽ tăng áp, rút van này, kéo bên ngược chiều kim đồng hồ vòng. Sau đó bắt đầu mình sẽ tăng áp. Rồi, tăng khoảng 20-30 lần thôi. Sau khi tăng áp xong, mình sẽ lắp cái bếp, cái buồng đốt vô đây. Ở đây nó có cái lỗ này. Ở đây nó có cái lỗ này. Mình sẽ lắp cái bếp phun vô đây. Rồi, nó có thêm một hai cái ngoàm gài nữa nên để cho cái bếp này nó sẽ chắc chắn hơn. Rồi.
Ok, để như vậy cho anh em dễ nhìn. Thì sau khi mình tăng áp cái bếp xong, mình muốn sử dụng cái bếp, thì việc đầu tiên là mình sẽ bật lửa. Các bạn này, mình sẽ bật lửa châm vào cái bếp trước. Vì khi lát nữa mình sẽ châm vào cái bếp và mình sẽ tăng luôn, vừa bật lửa và vừa tăng luôn cái van nhiên liệu để cho nó sẽ chạm lửa. Và sau khi nó chạm lửa thì riêng cái bếp này mọi người phải mở to lên. Lý do tại sao? Mở lớn cái lửa lên để cho buồng đốt nóng nhanh. Buồng đốt nóng nhanh thì nó sẽ chuyển biến từ lửa đỏ cho đến lửa xanh. Thì khi nào lửa xanh thì bắt đầu anh em đưa đồ lên trên nấu. Vì nếu mà lửa đỏ đưa đồ lên trên nấu và lát nữa đồ nấu nướng của mình sẽ bị đen hết. Thì ở đây bây giờ mình sẽ sử dụng một cái hộp quẹt. Mình châm lửa vào đây, để lửa vào trong cái bếp và bắt đầu mình sẽ mở cái van nhiên liệu. Mọi người lưu ý, mở van nhiên liệu chạm lửa và mình mở lớn luôn. Rồi. Khi vừa chạm lửa như vậy đúng không? Mở lớn luôn. Để cho lửa thật mạnh. Để cho cái khí cái xăng, cái tia xăng nó đưa vào là nó đưa thật nhiều. Cái buồng đốt nó sẽ nóng lên. Nóng càng nhanh thì lát nữa lửa nó sẽ xanh càng nhanh. Và sau khi lát nữa lửa nó đã xanh rồi á. Đây mọi người nhìn này. Đó, lửa nó lúc ấy đã thành màu đỏ đúng không? Bây giờ nó thành màu xanh. Màu xanh này là bắt đầu mình có thể đưa đồ nấu của mình lên trên, mình nấu ở trên đấy được. Đó. Thì sau khi mà trong vòng khoảng tầm 30 giây đến 40 giây ấy, cái lửa đã biến thành màu xanh là bắt đầu mình nấu. Thì lúc đầu tiên lúc ấy mình có nói là cái cần gạt ở đây này. Khi mình châm lửa thì mình để 12 giờ, khi mình muốn nấu thì mình sẽ để 6 giờ để cho nhiên liệu ra đều hơn. Mình sẽ mở cái này xuống 6 giờ. Ok. Lửa xanh rất đẹp. Đó. Bây giờ mình có thể mở hết công suất lên được. Đó, bếp như này đã khởi động. Còn nếu anh em mà muốn sử dụng bếp phụ là bếp phía bên tay trái thì mình sẽ mở một cái van rồi nhỏ lửa lại ở đây. Thì lúc đấy mình sẽ mở một cái van bên tay trái này. Ở đây nó sẽ có một cái van. Thì mình mở, mình vẫn bật cái lửa này lên, sau đó mình mở van như này. Mở van lên. Mình sẽ mở van và sau đó cái buồng đốt nó sẽ được chia đều ra thành hai bếp. Cái hai cái bếp này nó không độc lập vì nó sử dụng một buồng đốt và một cái nguồn nhiên liệu đưa vào là cùng chia qua hai bếp, nên sẽ có một bếp lớn và một bếp nhỏ. Sở dĩ tại sao một bếp là khoảng 10.000 BTU và một bếp là khoảng tầm 7.000 BTU đâu như vậy đó, nên ví dụ là nó là cái bếp bên tay phải thì anh em sẽ là bếp chính, còn bếp tay trái sẽ là bếp phụ. Mở lớn lên, nếu mà mở lớn lên là cả hai cái bếp cùng lớn, mở nhỏ là cả hai bếp cùng nhỏ. Đó. Bây giờ mình mà muốn tắt cái bếp bên tay trái thì mình chỉ cần tắt cái van bên này đi thôi. Lửa xanh lên rất đẹp. Mình mở hết cỡ lên nhá, xem nó như nào. Đây, hết cỡ này. Mọi người nhìn thấy lửa. Đó. Cách đốt bếp đơn giản, không có quá nhiều sự rườm rà. Sau khi anh em dùng xong, sử dụng bếp xong, mình tắt van đi, khóa van nhiên liệu lại. Đó, sau đó đợi bếp nguội và mình cất lại bên trong và mình xách đi giống như một cái vali. Đó, thì cái video này mình có hướng dẫn với cả anh em về cái cách đốt bếp. Mọi người cứ sợ là lúc mà bếp đốt ấy, mà lửa lớn quá thì mọi người hay vặn nhỏ lửa đi. Như thế là không phải, không có đúng. Lửa càng lớn thì cái buồng đốt nó càng nóng nhanh. Mà buồng đốt nó nóng nhanh
thì đồng nghĩa vào cái lửa nó sẽ chuyển biến từ đỏ sang xanh rất là nhanh. Nên anh em đốt bất cứ một cái bếp nào của Coleman hoặc là bếp nhiên liệu của một vài các thương hiệu khác, khi bắt đầu chạm lửa cứ mở lửa lớn lên, lửa lớn là nó sẽ chuyển biến nhanh hơn và nó sẽ từ lửa đỏ sang lửa xanh nhanh hơn. Đó. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video.